Hình ảnh này có lẽ là hình ảnh có sức ám ảnh mạnh mẽ với chúng tôi và những người có mặt ngày hôm đó. Cụ Cầu nằm đó với hai cây đàn nhị, là hai người bạn đi theo cụ suốt cuộc đời, là chứng nhân cho mọi nỗi buồn vui trong cuộc đời cụ. Sầm sống trong cụ và cụ sống với Sầm như một định mệnh. Cái cây nhị nhất này là cây của ông Tránh Trương Mộng, là bố tôi, là lấy bà già đây. Thì trong khi ông lấy là 49 tuổi mà lấy bà cũng 16 tuổi, thì ông dẫn lên Quảng Cư Đồng Bài là bỏ bùa cho bà. Thì trong cái nhị này là hai đời người rồi cơ. Bà đây giữ thì đến đời ông, trong đến đời bà thì có một người đến sinh, cũng là ông Sinh hay là ông gì ở ngoài nội đến sinh bà. Thì bà cho rồi, mà thời gian là bà ốm, cây nhị này đổ mồ hôi rồi thì bà ốm, thì họ cho bà tàn rồi. Bà ốm đấy lại lấy về. Đến hôm Tuyết Hoa ở bên Thanh Ngoan cũng hỏi xin bà, vậy thì cũng lại đưa xong bà lại ốm, lại cuối cùng Hiền lại phải đưa về, là khỏi. Trong cái cuộc đời của cụ Hà Thị Cầu này, thì có bà già nhà tôi với chị, ông già là gắn bó với nhau là tình cảm từ cái lúc còn đang thơ ấu với nhau. Đấy, nói chung quy như vậy, lấy nhau đã là quyến luyến với nhau từ cái nhị này rồi. Trong cái nhị của bà đây là lúc nào để xót, nhưng nhị của ông lúc nào cũng đưa lên, chứ không lúc nào cũng không. Vậy nên là bà bảo là tao mà thiếu cái tình cảm của bố này thì tao chết theo. Là để mẹ là hai cái nhị này thờ hai bên. Quần áo của mẹ cũ thì con cho vào mặc, hoặc là đốt đi với một bộ mới là phải bộ gụ, quần áo gụ cho mẹ. Còn trước khi mẹ chết là phải có một ly một lai vàng gối vào đầu cho mẹ, để cho cái gọi là gánh sẩm, là nó chuyên, là coi như là nối dõi tông đường mãi mãi. Ngày mùng 3 tháng 3, sau ngày chúng tôi gặp cụ hai ngày, cụ đã ra đi vĩnh viễn. Đó cũng là cái duyên cuối cùng mà chúng tôi được gặp cụ, một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời mỗi chúng tôi. Tâm nguyện thờ hai cây nhị của cụ và ước mong cho gánh sầm còn mãi cứ khắc khoải trong tâm khảm chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp trong cuộc đời của một bóng Phật dân gian. Nhân trở nở bạc tình với ai, họ với gió chút mưa mai ngần ngơ mà chăm nổi, rồi mai một thân cảm mấy lòng trên tôi vất vả nơi xa gần.